Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia, tổng phần thưởng là 1700 token INK nha các bạn. Thì dự án này khá là ngon đó các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái link phong ra nha các bạn. Thì chương trình airdrop này còn 20 ngày nó sẽ end nha các bạn. Rồi, dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của bạn vào đó các bạn. Rồi, sau đó các bạn bấm vào basic nè. Rồi, những điều đầu tiên các bạn xin chào kênh Telegram group để nhận 300 boy nè các bạn. Rồi, các bạn xin chào các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Chào kỹ ta. Rồi, tiếp tục các bạn xin tiếp kênh channel nữa nè. Không biết mình xài cái Telegram gì luôn. Các bạn xin chào các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi, tiếp tục follow Twitter nè. Xin tạo Twitter nè các bạn, theo dõi nha các bạn. Bằng like nè, nó có chương trình airdrop nè. Bạn tạo tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nó luôn nha các bạn. Rồi kênh YouTube nè các bạn đăng ký nè, sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi follow minimum luôn nha các bạn. May yếu quá, không thể nào làm. Trên minimum nó thì các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram tất cả bạn. Thì các bạn mở Telegram tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba anh cùng vào setting. Copy username mình nè. Các bạn nhấn vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Twitter của tất cả bạn nè. Rồi tiếp tục thì các bạn enter. Rồi các bạn điền username kênh YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở kênh YouTube các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được username mình nha các bạn, Ngọc Anh MMO. Có vô cách không ta? Có vô cách. Ngọc Anh MMO. Rồi. Tiếp tục các bạn điền username minimum của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ với bin bi smartchain bet 20 trên YouTube collect của tất cả các bạn nha các bạn. Vào dòng này rồi các bạn còn không biết username minimum nữa thì mình cũng bó tay các bạn luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit thôi nha các bạn. Chờ kỹ ta. Rồi để mình submit lại các bạn. Chờ kỹ ta. Sao không được ta? Chuyển qua trang web cho máy tính nha bạn. Tiếp tục biểu mẫu. Sorry các bạn, trên điện thoại các bạn chuyển cho qua trang web cho máy tính nha các bạn. Sau đó các bạn copy nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục username tại rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter của các bạn nè. Không. Nó mới được các bạn ơi. V này là H9 nè. Rồi bấm submit nha các bạn. Ok, tiếp tục các bạn điền interview kênh YouTube mình nè. Rồi bấm submit nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username minimum của tất cả các bạn nè các bạn. Minimum thì các bạn lấy ảnh minimum này username cũng như tờ Twitter thôi các bạn vào trang cá nhân của các bạn thì thấy được username minimum mình. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bin bi smartchain bet 20 nè. Rồi các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi mình đã được 1700 token này các bạn. Rồi các bạn gì cái dép mình chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nhé.